ăn gì để ngăn da lão hóa sớm. Nếu bạn muốn có làn da mịn màng và sáng bóng, các phương pháp cũng giống như tăng cường tim mạch, kiểm soát cân nặng, cải thiện tâm trạng, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và chế độ ăn uống hợp lý. Trà xanh. Trà xanh là một trong những thực phẩm chống lão hóa da được nhiều chị em phụ nữ sử dụng hàng ngày. Đây không chỉ là một loại đồ uống ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho làn da của chúng ta. Theo các nhà khoa học, trong thành dinh dưỡng của lá trà xanh có chứa rất nhiều chất polyphenol và catechin giúp chống oxy hóa hiệu quả, kháng viêm cũng như bảo vệ da tránh khỏi những tổn thương dưới nắng mặt trời. Để sử dụng loại thực phẩm này, tất cả những gì bạn cần làm chỉ là lấy một ít lá trà xanh đun lên cùng với nước hoặc hãm lá trà xanh trong một chiếc bình giữ nhiệt. Sau đó, bạn chắt lấy nước và uống thay nước lọc đều đặn hàng ngày. Sau một thời gian sử dụng, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên bởi những lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể và làn da của mình. Hạt. Lợi ích của các loại hạt, đặc biệt là hạnh nhân không thể tách rời hoạt động chống oxy hóa của chúng. Vitamin E có thể chống lại các gốc tự do gây lão hóa da, đồng thời giúp giữ nước cho da. Các loại củ quả sẫm màu. Các loại củ và quả sẫm màu là thực phẩm chống lão hóa da từ thiên nhiên vô cùng hiệu quả mà chúng ta không thể bỏ qua, tiêu biểu như cà rốt, ớt chuông, đu đủ. Đây đều là những loại củ quả rất phổ biến tại nước ta. Cà rốt là thực phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng cao nên được sử dụng nhiều trong chế biến các món ăn hàng ngày. Trong cà rốt có chứa nhiều vitamin A, B1, B2 và các loại khoáng chất giúp chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch. Ớt chuông đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa nên rất tốt cho cơ thể, nhất là chống lão hóa cho làn da. Loại quả này chứa hàm lượng vitamin C cao giúp cho tăng cường sản sinh ra collagen để bạn luôn có làn da hồng hào và sáng mịn. Để chế biến các món ăn làm từ cà rốt hay ớt chuông, bạn nên ưu tiên luộc và hấp để giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chúng kết hợp cùng các loại thực phẩm khác để làm món salad cũng rất ngon miệng. Trái cây giàu vitamin C. Vitamin C rất quan trọng cho da, từ lâu đã được coi là dưỡng chất chống lão hóa. Vitamin C vốn đã có sẵn trong cơ thể người đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tế bào sản sinh và tái tạo collagen. Nhưng vì là dưỡng chất vốn có theo thời gian vẫn sẽ bị hao hụt nếu cơ thể không được bổ sung. Vitamin C tăng cường sức để hạn chế lão hóa da, chị em nên bổ sung nhiều vitamin C từ các loại trái cây, cam, bưởi, chanh, kiwi. Trái cây giàu vitamin C là thực phẩm không thể thiếu để chống lão hóa da. Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Điều này bao gồm thực phẩm giàu hàm lượng chất chống oxy hóa là một danh mục lớn. Nó bao gồm tất cả các loại trái cây và rau hữu cơ. Những chất chống oxy hóa này ngăn chặn quá trình oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do có hại khỏi máu có thể dẫn đến các bệnh chính như ung thư và bệnh tim. Gia vị. Tăng lượng gia vị trong chế độ ăn uống của bạn. Thực phẩm Ấn Độ có vị cay tự nhiên và do đó được chứng minh là có hiệu quả chống lão hóa. Gia vị như húng quế, hạt cây thì là, bột nghệ, về ngăn chặn thiệt hại oxy hóa cho các tế bào. Kiwi. Ăn kiwi thường xuyên có khả năng ngăn ngừa sự hình thành các nếp nhăn trên da. Theo phân tích dinh dưỡng của trái kiwi, trên 100g chứa 154% vitamin C, gần gấp đôi so với chanh và cam. Vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, loại bỏ các gốc tự do. Trên đây là những loại thực phẩm mà có thể giúp bạn ngăn ngừa lão hóa. Mong rằng bạn đã tìm thấy nhiều thông tin hữu ích có thể giúp bạn trên hành trình dưỡng da của mình.